đi ngang ngoài mà đi ngang ngoài thấy ở ngoài thấy nhỏ, đây cũng lớn hả cô? Dạ lớn đẹp. Ồ, tôn nghiêm á cô, ở đây đẹp quá. Ồ, bữa nay là mùng một hả cô? Mùng 1 tháng 8. Bữa nay mùng 1 tháng 8 nè. Cầu xin chúc phúc cho cúng chúc phúc cho mỗi người được an vui hả cô ha, cho an vui, cho an lành, bình an trong cuộc sống, cho người dân được an vui, được hạnh phúc, được may mắn trong cuộc sống hả cô cúng. Dạ. Dạ. Sư ở chùa Ân á. À, ở đâu Vinh? Ở chỗ cái ao bò ôm nè. Dạ. Cô có từng đi lần nào chưa? Vô chưa hả? Lần trước có đi nhưng mà con mấy đứa nhỏ nhỏ có đi. Ồ vậy đó hả? Ở đó là người ta cũng đi cái giếng cũng nhiều cô. Dạ. Dạ. À, vui chứ bữa nay cúng hả cô? Cúng đẹp. Ở đây di tích là lịch sử cấp quốc gia nè cô ha. Ồ. Đẹp quá, đẹp quá. Ồ. Đẹp quá ha. Mình cúng mỗi ngày là màu sáng nào sáng à? Dạ, cúng mỗi ngày sáng 6 giờ mình cúng đó hả con? Dạ 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 dạ. Đây cũng đẹp ra đây. À, đây là chùa, à, đây là cái miếu à. Đây là kêu là kêu sao, kêu chùa hay kêu miếu cô? Dạ, chùa này chùa vậy cô? Dạ, chùa Phước Minh Cung. Hả? Chùa Phước Minh Cung. À, chùa Phước Minh Cung. Dạ. Minh Cung là cung hoàng cung đó hả cô ha? Dạ. Ồ. À, đây là di tích lịch sử cấp quốc gia nè. Dạ. Ồ. Sư ở thì trên 60 năm mà lần đầu mới vô nè. Lần đầu đi ngang rồi. Năm nay là 60 rồi. Năm nay 60. À. À, là về, lần này cũng có dễ đi vô đây quay cho nó vui. Dạ. Dạ. Vui ha. Chứ ở đây là ở Trà Vinh 60 năm là mới vô lần đầu. Dạ. Thank you.
quay mưa quay đỏ đó mà.
1. Muốn là số 1, phải khôn hơn, cần cù hơn. 2. Cuộc sống có quyền xô ngã bạn, người yêu có quyền bỏ rơi bạn, bạn bè có thể phản bội bạn. Nhưng hãy nhớ, đứng lên hay không là quyết định của bạn. 3. Nếu sợ hãi, đừng làm. Nếu làm, đừng sợ hãi. 4. Sống trên đời, tiền tự mình làm ra, đừng phụ thuộc vào người khác. Yêu, phải yêu bản thân mình trước, đừng để kẻ khác quyết định hạnh phúc của mình. Cuộc sống của mình, tự mình cảm nhận, không cần quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. 5. Nếu bạn chỉ biết chờ đợi, sự việc xảy ra sau đó chỉ có thể là bạn sẽ già đi. 6. Nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình, sẽ có người thuê bạn xây ước mơ cho họ. 7. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. 8. Cuộc đời để ta ngập chìm trong rắc rối, nhưng không phải để bạn chết chìm, mà là để bạn học được cách bơi. 9. Sư tử không quan tâm đến ý kiến của bầy cừu. 10. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. Nếu muốn, bạn sẽ tìm giải pháp. 11. Thất bại thì làm lại, luôn có một con đường khác. Đừng chọn sống an nhàn trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được. 12. Bất cứ ai cố gắng kéo bạn xuống đều sẽ ở dưới bạn. 13. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó. 14. Chỉ cần bạn không dừng lại, thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề. 15. Thà hối hận trước những việc sai trái đã làm, còn hơn là không biết hối hận. 16. Nhìn óng ánh chưa chắc đã là vàng, nhìn đàng hoàng chắc gì đã là người tử tế. Nên nhớ rằng, sống đẹp ở cái tâm, chứ không phải thâm ở cái đầu. 17. Trên đời có rất nhiều chỗ để đi, nhưng chỉ có duy nhất một nơi, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ đón bạn về, đó là nhà. 18. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. 19. Chỉ có một cuộc đời, ngu gì lãng phí thời gian cho những kẻ không ưa. 20. Bộc lộ sự nóng nảy, đó là bản năng. Kiềm chế sự nóng nảy, đó là bản lĩnh. Mình đã trở lại nâng nè, chỉ tu tư bằng hành trình nếu ạ cặp kỳ giá tiền hoàn này. Từ tại bây giờ luôn chứ mỗi mình đủ tiền đi. Rù ai tên biết ở các kỳ nâng chọn nè, đã nơi dây mình là ổ bình nè, bạp mình đủ cực nè. Tí mùi, mình khơi bị ẩm bơ là ổ nè tì. Tu bây chỉ nè thư là ổ dần ná cả đói, có kê mơ mình khơi bị ẩm bơ là ổ đồ bỏ nè lại. Mình đủ đã trở lại nâng nè, mơ tại nè khăn ông play out với chứ miếng cực bình. Tí bì, mình xa tô trong buộc chốc chơi đồ bỏ nè tì. Kê mình chọn ở nè là ổ tì. Nếu bên nhà chụp cháy, nhà mình bán, kê cho nãy nơi mình sắp lại. Đảm bấy thư vơi khuôn ánh sản độc không chất, kê kết nhà khăn ông phơi ạc rõ, thả nhà miên đời xa sầm náng, chụp cháy đời xa miên nhà chùi. Thứ bầy, đá nơi dây mình là ổ bì nhà. Mình nụ đá cho nãy nhà, tay anh tài chân đâng chân lưu bì nhà. Hãy bật xin chỉ nhà chụp nửa ba nhà hà với mùi hai nụ, kê nâng chí liệt ở cá, đá nơi dây ạc rõ bì nhà, rạp mình nụ cực kì. Thứ bụt, tớ nhà cực cái bì cả, cực biết xâm đấy thằng họ. Mình nụ đá cho nãy nhà nhà. Chạm tại chạp công phó này thì nếu khăn ông chất là bỏ kế, tu bây chuyện này thưa trời có tới chỉ khó, thưa lỗ có tới chi ạc rõ này. Trời chẳng thả, nếu bế đại kê cho này nè, miễn này thả, nè bàn thưa vây mùi lỗ chuyện thì hỏi. Cho thưa bạc ná, tớ ai cũng chất mà đủ bàn đi bàn tới. Vì thế miễn tại mùi cốt, cứ mình khó thì khó. Quát tha ôi dương dặn mấy cái nổi, cùng ôi xong đây đồ bỏ quát một bác đó luôn dưới người sợ. Nếu biết hỏi, nếu về đây mình đu nơi cơ bái luôn quát lên sắp quát hỏi, quát nâng rồi đi bắt ở chỗ này. Đã, hãy nhớ. 1. Muốn là số 1, phải khôn hơn, cần cù hơn. 2. Cuộc sống có quyền xô ngã bạn, người yêu có quyền bỏ rơi bạn, bạn bè có thể phản bội bạn. Nhưng hãy nhớ, đứng lên hay không là quyết định của bạn. 3. Nếu sợ hãi, đừng làm. Nếu làm, đừng sợ hãi. 4. Sống trên đời, tiền tự mình làm ra, đừng phụ thuộc vào người khác. Yêu, phải yêu bản thân mình trước, đừng để kẻ khác quyết định hạnh phúc của mình. Cuộc sống của mình, tự mình cảm nhận, không cần quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. 5. Nếu bạn chỉ biết chờ đợi, sự việc xảy ra sau đó chỉ có thể là bạn sẽ già đi. 6. Nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình,
sẽ có người thuê bạn xây ước mơ cho họ. 7. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. 8. Cuộc đời để ta ngập chìm trong rắc rối, nhưng không phải để bạn chết chìm, mà là để bạn học được cách bơi. 9. Sư tử không quan tâm đến ý kiến của bầy cừu. 10. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. Nếu muốn, bạn sẽ tìm giải pháp. 11. Thất bại thì làm lại, luôn có một con đường khác. Đừng chọn sống an nhàn trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được. 12. Bất cứ ai cố gắng kéo bạn xuống đều sẽ ở dưới bạn. 13. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó. 14. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề. 15. Thà hối hận trước những việc sai trái đã làm còn hơn là không biết hối hận. 16. Nhìn óng ánh chưa chắc đã là vàng, nhìn đàng hoàng chắc gì đã là người tử tế. Nên nhớ rằng sống đẹp ở cái tâm chứ không phải thâm ở cái đầu. 17. Trên đời có rất nhiều chỗ để đi, nhưng chỉ có duy nhất một nơi dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ đón bạn về, đó là nhà. 18. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. 19. Chỉ có một cuộc đời, ngu gì lãng phí thời gian cho những kẻ không ưa. 20. Bộc lộ sự nóng nảy, đó là bản năng. Kiềm chế sự nóng nảy, đó là bản lĩnh. Cái này dây muôn bằng cách kế cứ chỉ ca muôn cơ bà của nó anh. Thả hết ấy bạn chỉ này dây thay chỉ ca muôn cơ bà của nó anh. Bị pro sở tệ xăm bằng chỉ nhạc rồi bao dương nâng bạn đang thập bất rưu mình bất bao dương này dây bất bị kế miền này thả. Dương này dây đòi trông, này dây đòi smart trông, này dây đòi sở tệ rồi bao dương nâng bạn đang. Cứ đang ca bất. Thái bà sở tệ rồi bao dương bạn đang ca bất hai dương bài tệ chuyện này dây rương mình bất miền này thả dương cơ bà sở tệ rồi bao dương. Dương muôn sở tệ rồi bao dương, dương muôn cơ bà rồi bao dương. Bất ná, phòl việc bà phòl đó nẹ đó tây, phòl bà phòl đó kê. Con tay nẹ đè muôn kê nâng có, gom xe màn thả rùi khuôn bì ca bất. Khuôn gom bông tay bằng vụ khuôn ai ở chuột. Đói đang ca bất bầm lãnh tệ chỉ ca mình bất. Hai mình nụ đầy miền sở tệ ai ná ai bầm lãnh bạp nâng bán. Toàn tại phụ ở khuôn ai nâng sở văng rư chuột. Bạn ách mơ khơi cả bất tới chìa ca mình bất. Đó tí bóng phót tới khuôn ai nâng bắt bóng thông chừng kì. Bắt bóng sở tệ xma ở đây. Bắt bóng sở tệ xam phanh chứ nhé. Bắt bóng tùm nục chất lưu khuôn ai. Hai ớt đầm lái nông phiếp chìa mà nụ hai. Vì bố mà nụ đang khó đang trời. Nị dây ca bất, tôi tuốt xoá ca bất, ruốc kram ca bất. Sạch đây à mát nâng chô mặc nông chỉ vất rồi bán nè để mua kê nâng. Vì bố ca bất, mình ai có họ bán, mình ai lẹ bán đi. Phê về liên đường loạt ca bất mà đong, mình tích rồi hốt đó chênh thiệt bất. Thiệt bất nó hay cứ chia ca bất nó hay cứ chia sạch đây à mát rồi bán nè đây này dây mình bất. Bấy không chứ lùa. Vì đầu mới nít xong khăn à. Nè trớ tại mưa viết là dọc chất rục đạn. Rút vì ai chui đó là chip. Cửa xá nâng tùm nẹ tùm nấu xong công bản. Vì chắc cụ thả. Sở đấy ở sở sách. Cất sách kết công kết nghị. Rung phấn ở bên trái. Vô lòng quét. Vì lục thả. Mũi. Bấy có này vậy. Đối vì thả. Vì xong đấy rồi bỏ một nút. Cứ cố ấy khai. Vì khai vì xong đấy. Chứ chấp chừng đá mốt thật tiện. Dương prao bì lùi chấm. Đầm bày riêng này vậy. Bái chỉ prao bì lùi riêng này dây sẽ đấy cứ chia sẻ phía vẹn cơ tế riêng bất mốt cứ chia sẻ mặt phía vấn tay bất mốt cứ mình mến mến ấy thả à vậy có mình dây nụ tì có vấn tay trớ chết nơ ở vậy cô này dây nâng ở vậy mình cô này dây mũi có mình dây đám kì vì cha cô thả vì ạ bây cha nhà thả mà cá rẽ xa phía xong đấy cứ chia chấm nói xong khăn này cả thứ chìm lúc tôi chỉ dàng nào có nói cả mình dây đám kì cứ chia sẻ nhà này chả là thay thân này dây đám kì bị rời khăn ông vì đồng khán dương bữa ở dương lấy mình luôn riêng bất mốt ở chất đời đó xem ngắt mình như vậy sẽ đấy từ ai miên chất bồ đề sót tầm nẹ tầm nông cho mỗi nẹ đất tấy rất tài xí trong rời bí không này vậy biết cầm hẳn biết cầm hẳn cứ đối chế cầm bật một rút ở tay này vậy chân bị mốt đối chế phương bây chai phía xa mới vì đáy cầm bông tài chả lục nế khó nó này cả chết đắng tay tay bông phai đói cầm hẳn biết đại thứ ở kỳ sư chấp tình lúc đối chế bồn bước banh trả lời cú trong lúc riêng chế mà này dây biệt cầm hắn cứ chia về thị xác ca phía khuôn đại lõ bằng phận vì chỉ át cầm bắn khăn ông ca để xa tùm nẹ tùm nông đại cho xong lòng khăn rất tài lõ bấy biệt cho mình hiến này dây mà nút thay nơi trong khoan khuôn này mà đọc bất này dây bán thư bản bảo mất được chân này tế
vì nghe nàng bạc bóng tùm nọc chất thì kì vì ở xâm đây chánh bị mốt vì nghe xuống á ở vây đây bị bà nút cứ đầm nà cá này cá ăn vọt rương đại ban xôn giả hỡi bà sân chia mình ai xâm đạch bán cứ vì khai tới chế bị xâm đây cho trong nắp ở rong đai mà nụ nèm nè miên trong cuộc nền nút môn nằm bốn cứ chỉ rụt riêng khẳng khởi bần tốt mốt cứ cá này ấy xảy trong khói từ chưa xa cá mập hiện rụt riêng khẳng khởi mình nghe nàng cải bài bần tay bị xâm đây cứ ai cải bài bán mình nhìn xâm đây cho cứ chưa đầm rời ca bật thông xâm rạp phép chế chạy vì bấy công chứ lúc rương bấy ní từ ai trẻ xa xong đập phép lại chất bàn khả nông mùi chì vật mà nụ không yên tì ca mình chứ lúc phật ấy kìa mình tha chất đập bỏ nẹ là ố bà nạ tế mà nụ tuân phá luân sổ phép đẹp xa mà nụ xa lột bốt xót tay mình ách chế viên bán nào rương chứ lúc kìa đòi bánh hạ mùi chùm nôn còn tại miên rương khá trời tại chứ lúc tại miên rương khá tiết có mình ách lúc đại mùi khả nông xong cung nây tùm nẹ tùm nôn mình trời chứ lúc chứ mùi mà nụ chẳng cứ chỉ ca ca phía chất đập bọc luôn này chúng lúc nâng khuyên tiên bằng chốc hai rương rái rất tệ đi thông lãng nhưng trời đã xa xôn được phép này chật bí mình trời chú lúc này vì rương một mọn mình trời đã xa tệ rương ách và giói một chú lúc này nụ tỷ rồi chôn mốc nâng chúng lúc đòi xong hại phó cứ cổng áo một mọt khai chi chúng nó chúng khăn lấy chúng lúc bấy cổng chú lúc ta mà rộng cứ chỉ ca của rốt khuôn ấy nâng nhạc được tỷ đó xa rai bà nhà đòi xa xếm chỉ viên cả bắt bóng cả cục rốt rộng bây con này dễ nâng bây cầm chú lúc thằng này ta nhẹ tỏ khí nha dù hai rửa nữ sống cầm mân nơi khẳng rõng nấu cùng nó đồ bỏ nhẹ tam phất chỉ vất đồ bỏ mân nút cứ chưa đồng nào ca này ca liên kém nấy bị phốp mân nút phêl về liên này ca chú lúc khí nha căn thật tích phêl về liên này phép rì rì nâng phép sọc có đông căn thật chả bà ta nó gọt ban nấu bây con này dễ bây cầm chú cứ ách vẫn thôi phép sọc xa mãi phép rì rì nâng ca lãng đòi thôi mà slap the wing no time in June. Mui, plow, pay the mook and ruit, throw that but cry. Chut, no pill or high, throw bandai tamang.
ក្រុមការលេងសើចទាំងអស់សុទ្ធតែបន្លំកាពិតហើយរាល់សម្ដីទាំងអស់ដែលនិយាយមិនចំស្មើនឹងបដិសេធមនុស្សធំធំមកហើយមិនចាំបាច់គេបដិសេធទេនាំតែបាក់មុខទេបីរាល់ថ្ងៃខំយ៉ាងនេះមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកណារំភើបនោះទេក៏មិនសម្ដែងឲ្យអ្នកណាមើលដែរតែដើម្បីកូនដែលធំឡើងធំឡើងនិងឪពុកម្ដាយដែលចាស់ទៅចាស់ទៅអ្នកដឹងទេថាការធ្វើទំនាក់ទំនងវាសុទ្ធតែមានទឹកដីប៉ុណ្ណានិយាយពីឱកាសជាមួយមនុស្សប្រុសនិយាយពី
Nị dây rương sắp bay chùm mùi khám ế. Nị dây rương hạt tích chùm mùi chạy. Nị dây bị phó và giáo chùm mùi nhà ớt. Nị dây bị lươi chùm mùi nhà kiến. Nị dây bị mốc mốt chùm mùi nhà ớt. Việc ní phá nhá chùn nẹ đầy dô tha khá nhóm là ngủng. Mình mến khá nhóm là ngủng tê. Tại khá nhóm kết thá, phơ mình đấng mình lưu lộ chuyện. Rò xa chuyện xa rơ nôm tại khô giả đòn. Rương đầy nẹ bạp, khá nhóm sạp. Rương đầy nẹ mình sạp, khá nhóm mình xù tê. Khá nhóm mình chong đầy xa tại phô bà giói bắt bong mất phẹ mà nẹ. Khá nhóm còn mình chong đầy xa tại rương lôi cát, bắt bong bong bồn đại. Dương mình ách ôi mình ưu cực khá nhóm tại chết lỏ, chết tiểu lý, xâm bó trông đôi dương được tê. Mình mến chứ mình ưu lưng ngôn tê, tại dương ôi tầm lại ca rộp án chẳng chuyện.